bạn nha, thả diều nữa nha. Ủa con phải thấy là mấy con? Quá trời diều. Diều nó diều đẹp không á chứ. Cái này là bạn bè nó làm, nó tặng con hay là con làm hay là con mua? Mua không á hả? Diều cái dáng nào biết con mua. Con này nó bán nhiêu em? Dạ. Con này nó bán nhiêu? Dạ, con này mét mấy được mà? Mét ba. Chưa chưa dựng cách mét ba. 65. Mét hai mấy? 65 mà chưa cong á. Đúng rồi, nó tính sườn thẳng. Con này nó kéo vô. Không, nó tính kéo vô. Nó tính sườn thẳng. Nếu mà nhiều thương nó bán 400 mà tính thẳng là giật lại còn bị lớn. Rõ ràng 400 mét rồi giật lại còn 7 tấc à. Ờ. Thì 400, còn ở một sát tấc thứ hai thì 500. Giải này thì công phu hơn, tốt hơn. 3 giờ mới chạy về cái nó bánh cá ra cho lấy cái cửa lê chợ mình thì anh cứ đợi đây đi thì đợi đây chạy về lấy cá rồi mua lên hả sao không mua mồi đồ lên đây luôn tôi như nhiều tôi nhiều anh nãy giờ chứ cũng im re lại nắng này chẳng như có dắt cái nào nó không có quậy đâu thấy không cái gì nó khổ cũng có quậy đâu chứ gì mà ngon quá ngon lực chuẩn luôn canh cho phải lên chiều luôn. Nay là con chú mừ là đem vô để trở chút để coi đèn mừng dạ. Con đèn trển á Yeah.
nó sườn nó yếu. Xíu nó quất gãy đầu mấy móc rồi. Quất mấy móc cúp cổ xuống. Tư dân kêu lớn lắm, kêu thái nhà em mà nghe nghe lớn. Cứ cả sự, cứ dân đó mà ở dưới còn kêu lớn lắm á, tiếng gió nghe lớn. Dân dùng thủy điều của thấy nó ù, không? Dân điều gái rồi nó đè đè đè. Mày chịu không nổi là mày giờ mày phải sạch ra mày giải vô đằng thành nhiều. Ồ, nó nằm dưới ruộng quay ngược nhiều đá ghê không? Dưới ruộng ngửa lên quay một cái ấy
nó nhào qua đâu ta, không chỉnh sao nó qua đó rồi. Đây nè. Đâu gió mạnh là nó đi vô trong á. Gió bình thường lại là nó đi ngay. Lẹo nó hơi cao. Cao nó ra không? Không biết đâu. Chào tạm biệt.